sai là sai là como está bonito nè. Chúng ta cũng đang phấn đấu làm sao để cho các bạn ấy làm được cản luống ở phía trên này mọi người, làm được cản luống ở phía trên này để trồng khoai đấy. Thế nhưng mà không biết được, chưa chắc là các bạn có làm nổi không. Ở trên này bạn Tô Như Sơn thì bạn ấy làm cỏ dưới kia xong rồi. Bây giờ quay lên trên này dọn cái đám gỗ trên này, mọi người quan sát cái đám gỗ chỗ này các bạn trồng nó lên cũng rất là đẹp nhé. Ok, xin chào mọi người nhé, mình là Quyết Bonito đây và Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào mọi người. Quyết và Quỳnh vừa xuống chỗ Tông với Tám. Đấy, hôm nay các bạn ấy đang tập trung nhau lên luống ở đây đây, bảo trồng khoai. Trồng khoai mà mọi người nhìn các bạn ấy lên cái luống này. Là coi như là mình mà không động tay vào là coi như là các bạn ấy là làm nó khác hẳn cái theo cái hình dung của mình ra. Hôm qua đứng đây vẽ bảo cái chỗ đất này vòng cong cong thì có thể làm luống vòng vòng cong cong thì các ông làm vòng cong cong thật. đi sang bên này, đây là chưa nói đến cái việc mà luống khoai làm như nào cho mọi người nhé. Đi sang bên này thì đất nó thẳng như thế này thì cuốc nó thẳng luôn đi. Thì các ông thì cũng chả cuốc thẳng, các ông cũng làm vòng cong cong. Nếu là mình ở nói ở chỗ kia thì làm vòng cong cong thì ông áp dụng sang bên này luôn, làm vòng cong cong cái theo cái đất. Bởi vì cái thế đất ở bên kia mình nhìn thấy là làm theo cái vòng đấy thì nó đẹp hơn, hợp lý hơn. Bây giờ các vị làm vòng như thế kia. Thế xong rồi là cái luống khoai, luống đây các bạn làm một cái luống khá là to, to lắm, bên kia thì lại to hơn. Cái này thì không được, này phải hướng dẫn lại cho các vị. Ê, Tông rồi. Vậy aquí à, tres ensada. Thế thì trồng hai ấy giống như luống củ đậu nhỉ, hơi giống đây, để xả xuống dưới này, thế xong rồi lại tiếp tục đánh xả xuống dưới này tiếp này, để đánh xuống cho nó nhỏ nhỏ. Được cái là các bạn ấy cuốc sâu đấy anh ạ. À, cuốc rất là sâu đấy. Cuốc thì rất là tổng lực. Cuốc làm rất là nhưng mà làm thì kém lắm. Cố gắng đấy. Ta esa planta que? Batata. Batata fazer assim. Tava que você não fica junto comigo fazer batata. Como forma de essa canteiro này? Mais boa. Aqui, cái này xem là các bạn đi cuốc đứng như nào này. Ở đây cuốc này này, sâu đây này đúng không? Cuốc sâu. Ấy. Thì cái này nó luống to quá. Cẩn thận đấy. Đánh sạc xuống chỗ này này. Xô a sinh này, nhá. Yeah. Sang bên này thôi. Đất hơi có ẩm một chút nên là nó cũng mềm. Tám đâu? Tám lại đây đi. Tám vay aquí, số đôi em sao đã? Tám phút xa em sao? Até aquí, dạ? Tám vay aquí phút xa. Aquí, dạ? Aquí. Để cho ông vun chỗ này lên thì mình sẽ đánh sạc chỗ này xuống. Aki này, vay aki nhá. Chỗ này phải chia thành hai luống. Tông này, DVD esa đòi nhá. Xin DVD vay sama aki nhá. Aki mai canteiro fazer altura assim. Dạ, yeah, continua aqui, até aqui, dạ. Yeah.
khoai như thế này. Tông đang đợi lấy cuốc của anh kìa. Tông ra Entenden đấy. Tông hiểu rồi đấy, đến đoạn đấy Tông hiểu rồi đấy. Để cho Tông làm nốt anh ạ, cho bạn ấy xem bạn làm được không thì. Đấy. Đã về. DVD đôi cante rửa xình, nhá. Bắt ra đi đây tù nhá. Bắt ra té lì. Dạ. Đấy. Chỗ này nữa. Tám này, Kawaki. Aki. Dạ. Dạ, dạ. Con tin đua Aki, nhá. Nào nào. Có sao mai Aki. Phát ra có một phần mà mai bonito, nhá. Xinh xinh mà chưa biết đâu. Rồi để cho Tony Sơn lên kia làm nốt chỗ cỏ trên kia mọi người. Dạ, Pusate Aki. 8. Pusate Aki. Pusate ra. Cỏ trên này còn ít thôi mọi người ạ. À. Một mình bạn làm chắc hôm nay là xong ạ. Cuidado. Được chỗ nào xong rồi mình trồng xong mình lại sang bên khác mình các bạn ấy làm luống khoai mà như kiểu là đang đi trồng củ đậu ấy. Hôm nay làm xong này xong mai trồng ở đây trước á hay là làm hết đất một loạt xong mới trồng ấy? Nay làm sao xong được chỗ này đâu mà. Ví dụ vậy. Ví dụ là nay xong thì mai tính xem đã. Mai tính xem đã. Mai tính xem. Aki này, đi ra đi đây từ Aki ra 8 nhá. Có xa. Essa. Faz ya como ir aí tu até ali, ya? Sim. Sim, sim, mas já entende. Já entende fazer. Ông này nguyên vâng nhưng mà không hiểu đâu. Aki này. Usaki. Chỉ vâng thế thôi nhưng mà không hiểu đâu. Ta, xe gà, ali xe gà. Ngoài chỗ đấy hơi lòi ra đấy anh ạ. Xe gà. Đã kì. Cô xe về, vay nhà kì về. Vay nhà kì về. Vay nhà kì. Thì cả kì anh bài xù. Cô xe về, xin ra đi rây tu con nào. Nên ta phát ra cô mù đi rây tu. Công nghe xa, acompanha essa. Ya. Yeah? Acompanha essa. Entende? Então como? Essa faz. A ver fazer como ali até aqui. Para ele ficar direito ainda, já? Yeah? E aqui já tá bom. Quyết nhìn thở phết nhỉ. Lâu lắm rồi anh không làm mỗi ngày nhỉ. Công đi nhá. Kusama aki. Dạ. Essa tudo aqui. Anh cứ nhìn nó hơi cong. Você fazia como hoje, você fazia como direito aqui, já? Không có dây nhỉ, không có dây nhỉ. Căng cho vị này. Anh kẻ ra cho bạn nghe. Kẻ lại lắp mắt đi. Ngay cái lúm bên trên là nó bị cong á. Lúm bên trên này tí nắng là được à? Làm theo lúm trên. Cứ thẳng cái lúm này đi, chỉ cần lấy cái thôi lúm này làm chuẩn đi.
Ôi, không cong một tí chấp nhận vậy, bạn không. là... Không chấp nhận được. Cong cái này trong tí nữa còn cong nữa. Cong dần. Không phiên phiến được đâu. Tám này. Cantero tăng cư kề. Vâng Aki nhá. Về này, về về về. Nào xinh nhá. Aki. Nghe tao. Được kề autora đu cantero dentro đu cantero tăng cư xe Aki. Xinh. Đen đen đen. Autora đu cantero tăng cư Aki. Upe đu cantero e Aki. Nhá. Dạ, phải cô mù. Você vê, eu risco assim, né? Você. Fazer como? Aqui, tem que acompanhar aqui. Tá vendo, canteiro, tem que acompanhar assim. Vem ali, vem. Não dá, não dá, não vai dar. Để xem tí nó tám làm kiểu gì nào. Rồi hôm nay để từ từ để xem là ở đây cố gắng nắn lại để nắn cho các bạn đi làm các cái luống khoai xem thế nào nha mọi người nhé. Vâng Aki về, vâng Aki về. Rồi hướng dẫn cho các bạn cái luống trồng khoai lang trồng như nào. Faz a canteiro assim, sim. Tá vendo? Sim, mas você já entender. Sempre sim, 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 entender ou não entender? Entender, entender. Então depois que não, deixa eu falar mais, já? Sim, sim, lúc nào cũng sim, sim, vâng, vâng. Nhưng mà không hiểu. Tá vendo? Canteiro faz assim. Não é aquela forma você fazer, não é essa. Fazer tipo que... Lá em cima é tranquilo. Trang kể trang xin triangle fish africa xin đã về đi poi pananta xin ra về outro todo mundo canteiro fazer assim tá về já entende então já entende tá entende e fazer direito né tá về ra về cứ xin đi ông cứ xin đi này aqui này. Como? Tá bonito, né? Sim. Assim, né? Aqui, né? Uau! Uau, uau! Né? Aqui, é. Aqui. Tem que fazer aqui direito, primeiro. Primeiro, direito, do pai, tá bonito. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Aqui você vê. Tá bem, tá bem, tá bem. Já entra na cabeça? Sim, já. Então, fazer como? É assim, já? Sim. Entender, né? Sim, já. Em phải chỉ cho tất cả các cái hình ảnh luống khoai trồng khoai như thế nào để cho các vị hình dung ra. Rồi, hình dung ra rồi thì để xem làm thế nào nào. Bởi vì nói tám cứ xinh xinh vâng dạ dạ. Thế là vâng tay này thì nó lại nọt ta sang bên tay bên kia. Còn chỗ này thì hôm trước các bạn ấy cũng chưa làm xong, xong bây giờ là đang quay ra để làm tiếp đây này. Cái đu đủ này là đu đủ đực à, đu đủ cái à. Thôi để đây để cho nó ra quả. Depois aqui também fazer mais canteiro aqui, ó. Aqui. Ó, để xem nào, tình hình tí nữa các bạn ấy làm như thế nào nhá. Nghe lần này chắc là tám hiểu rồi đấy. Chắc lần này chắc là tám hiểu thật rồi đấy. Cái vất vả ở chỗ tám là cứ bảo ông xong rồi ông vâng dạ dạ nhưng mà không có lọt vào trong đầu một tí nào luôn á. Nói xong là nói đằng trước lại phải đi nắn đằng sau. Đợt này nhiều kiến lắm mọi người. Đây, khắp nơi ở dưới đất này rất là nhiều kiến lắm. Anh Quyết sẽ cuốc kiểu như cuốc để đánh dấu ấy. Cho các bạn đi, các bạn làm dễ hơn. Ôi
về kể. Depois tombou de fazer assim primeira para tam continua já. Dạ, cả ba mai phun đủ. Ao ta acompanha essa, já. Tá, mas vai aqui, tá? Você também acompanha essa até ali para que fica direito, já? Capaz. Bây giờ bảo các bạn ấy cứ cuốc nhẹ trước xong rồi sau hãng cuốc sâu xuống anh ạ. Thì các bạn ấy khó làm thẳng ấy. Về como para anh đi kể fica direito nhá. Tám nhá. Direito kể công tông à. Phải tông vai levanta canteiro. Đấy, phải bảo cho các bạn ấy quay lại làm bắt đầu từ trên này luôn, rồi đi xuống dưới kia. Không biết lúc đầu tại sao các bạn lại để trống cái chỗ này. Đây là tám là chậm nhất mọi người. Tám nói là tám chậm nhất. Cuidado, você vai roer que nada gaeli ạ. Tông ạ. Một ông thì chổng mông và một ông thì cuốc. Áo ngoạm cho một phát mông. Biết trước bạn này là bạn gì? Tony à? Tony Sơn. Tony Sơn. Không biết trước đấy bạn có làm nông không? Thấy bạn này bạn ấy làm cũng nhanh ấy. Tình hình là ở bên này thì còn khoảng tầm hơn một tháng nữa mọi người, hơn một tháng nữa, còn khoảng tầm một tháng 10 ngày, tháng 15 ngày, tức là tháng rưỡi nữa. Căng nhất là một tháng rưỡi nữa là còn trời mưa. Nên là thúc đẩy các bạn ấy 3 ngày làm xong luống ở đây thì có thể trồng khoai và nó được một tháng mưa, đất nó vẫn còn ẩm thì khoai nó vẫn lên ok đấy mọi người. Khoai thì để nó sang mùa khô, chớm sang mùa khô một tí thì vẫn ok, không vấn đề gì cả. Để cho các bạn ấy trồng khoai. Bây giờ mà trồng đỗ, trồng ngô ra thì không ăn thua, không thu hoạch được. Tony Wilson, depois que junta que terra no milho também, já? Junta leve só. Ali também, já? Sim. Não precisa juntar muito, porque essa está pequeno, já? Ông này này cũng xinh xinh vâng vâng, không biết là giống tám không biết nữa. Gửi gì à Tông? Còn ông nữa đấy. Essa que era assim, sim, sim, agora está. Sim. Depois que igual tám. Tông nghe hiểu, Tông nghe anh nói tiếng Việt mà Tông cũng hiểu. Ở với mình cả gần hơn 2 năm rồi, thì phải hiểu qua chứ. Tira pera, ali fora. Mete lá em cima, depois você continua de tirar lá. Já. Você deixa lá, depois você cava aqui, você continua tira ali, depois continua. Rồi, ở đây này, ngồi đây nắn các bạn dần nha mọi người. Em lướng này trông buồn cười nhỉ. Trông, em lướng. Đúng hôm qua mình đứng mình vẽ bảo chỗ này đất nó cong cong thì làm luôn cái hình cong 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 này cũng được. Thế bây giờ các vị làm hẳn cong cong hẳn luôn này. Mà trông như luống trồng củ đậu. Để tí nữa các bạn sẽ tiếp tục làm ở bên đấy xong sẽ sang làm bên này nhé. Chắc là ngày hôm nay cùng lắm thì làm được một nửa ở chỗ này thôi. Không làm thêm được.
Với lại cộng thêm chỗ đất này cuốc này lên rồi thì mai chắc là nên làm, nên luống dễ hơn này. Ta chờ đợi tiếp nha mọi người nha. Đông cuốc đất cũng khỏe đấy chứ. Khỏe hơn ngày xưa rồi, khỏe hơn ngày xưa nhiều. Biết làm hơn ngày xưa. Đây sao ta tông phát ra hình đà. Nói mãi mà hai bạn ấy không hiểu là làm cái chân luống như nào, bảo đặt chân luống ở đây mà hai bạn nói mãi không hiểu nổi. Cứ kéo ra ngoài kia, cứ kéo ra ngoài kia, bảo chân luống làm ở đây. Nói mãi. Terra rồi. Ra mua từ terra. Em tao cava kia này xima này. Pusa so xin. Được bỏ cái aranza bánh ạ xa chá. Nào đây xa mẹ xe mẹ xe xin chá. Tu đủ mẹ xe xin. Đi hạ tờ hoa nhà cô mùa xin. Sai là, sai là. Vô xe về chá. Số sinh phải nên cái anh tên để số sinh có mù anh tên để mai phải vào sinh professor Rafika muito nervoso ta professor vai morrer primeiro antes de você que sai de que faculdade sim mesmo com atenção morreu com atenção. Hai bạn ấy không phải nói là chậm mà là khá là chậm đấy mọi người. Giải thích mỗi cái là làm luống như nào thì vất vả lắm. Cũng phải cáu lên đấy mọi người. Như Antonio thì nói phát là ông hiểu luôn, ông làm được luôn. Chỉ chỗ nào là ông làm được chỗ đấy luôn. Hai ông này thì ông Tám thì là chậm nhất, nói cái gì cũng vâng vâng dạ dạ. Thế nhưng mà vâng xong thì để đấy. Ông Tông thì cũng vâng vâng nhưng mà đỡ hơn một chút. Nhưng mà cũng phải nói mãi thì mới hiểu là phải làm như thế nào mới đúng. Thế mà vẫn chưa được ok đâu đấy. Agora você vê. Vem aqui. Fica aqui. Vê canteiro. Vê mubanga. Tá como mubanga? Tá bonito. Tá direito. Tá como? Tá. Tá perdendo no canto. Dirige. Indireta. Indireta onde? Então você vai lá indireta. Já tá sério ali. Faz como você fazer. Faz como você fazer. Vai fazer como você fazer já. Não, vem. Fica dentro da fala. Tá bom assim, né? Que um no meio, que? Deixa abrir no meio. Deixa já hai vị đang muốn sửa, mới sửa cái gì? Não. Yeah, yeah. Hai vị để hai vị sửa. Tá bom, então chega. Vai tomar ali mesmo. E puxa para quê? Para igualar, pois não levanta, não bate só, puxa um pouco a terra. Để cho hai ông sửa luống nha. Mais. Rồi. Để puxa mesmo. Yeah, quase no topé. Rồi, đấy. Mai, cũng cho mai. Bây giờ tự sửa luống cho nhau. Cứ phải thầy giáo thì cứ phải dạy 10 để cho các vị rút ngắn thành 8, thành 9 hoặc là thành 7 là vừa mọi người ạ. Chứ còn bây giờ mà cứ đánh lận con đen mà hướng dẫn 5 thì chỉ còn có 1 thôi, có khi chẳng có gì. Nên là nắn là phải nắn, mất công nắn phải nắn cho bằng được ạ.
Thế mà không nắn được thì anh quyết xuống làm hộ luôn đi. Rồi anh cuốc từ nãy giờ cuốc thêm này cái chả ấy hết cả tay rộp tay rồi này. Nắn đi nắn lại. Đấy bây giờ là tương đối này, đến đây này để bắt đầu là tương đối đẹp rồi đây này. Ôi, để cho mọi người nhắm lại. Làm một cái luống này đến khổ ấy. Cũng tương đối thẳng rồi đấy. Ta về, ta cô mù. Ay Dios, que estaba más cargando de fue para encontrarnos aquí. ¿Está vos se va a arranjar? Cho hai hồng sữa. Cho hai hồng sữa. Cho sữa luôn. Làm cho bằng đẹp thì thôi. Xong rồi cứ lấy cái luống này mà đi mà làm tiếp. Đấy, dạ là bây giờ cứ một ông đứng ngắm, một ông ấy cho sửa đẹp cái luống này thì thôi. Xong rồi tí nữa cứ theo cái luống này mà làm. Mình hướng dẫn mà cuốc cũng rộp tay rồi đây này. Lâu không làm mà. Bây giờ là tay của thư sinh mà. Cầm cuốc chỉ cầm có chục phút là coi như là cuốc đất này rộp hết cả tay. Ta về ông cười và quá phun ra được dạ đấy thế là đầu tám đứng đầu kia nha mọi người nha, tông đứng đầu này để cho hai vị nắm. Thế vậy là có khi mà đến tận chiều nó có khi là được thêm cái luống này nữa thôi. Thì sau là cứ theo hai cái luống này mà đi xuống thôi. À, về, ta ra ta bo ông nào. Ta xin ra ta bo. No. Pide tirarme metro otra metro pe ali. Pide qué? Buscando un poco no, a ti. No, aquí. Cota más. Dạ, yeah. Nắn cho bằng thẳng. Đúng là trồng khoai. Làm hơi khoai luôn. Em thấy vậy cũng ổn. Nói chung là luôn như thế này thì trồng thì được rồi, nhưng bắt nắn cho bằng thẳng căng đi. Quan trọng để các bạn nhận xét thì các bạn ấy cũng thấy nó cũng chưa được thật thì các bạn ấy cứ là cố nắn. Aumenta mai terra, aquí pide aumenta mai terra, por cava aquí, para en isla y ya aumenta aquí. Tông ạ. Khả năng là tông cũng ít làm luống thôi. Hoặc là làm lâu rồi, bây giờ các bạn aquí, tông cũng aquí. Quên rồi. Cava esa, poco para en isla, cây lã, ra tá bò. Roe mais. Habla dulu, doctora. Está cansado. Un poco. Mệt thì cũng phải làm cho nó đẹp chứ. Habla dulu, doctora. Dạ, yeah. Ok. Tá bom, xe gà, no hô em mais. Aqui, cava um pouco aqui. Ơi, tám vem aqui, tông fica aqui. Agora vê. Dạ, tá com o canteiro. Tá direito. Feio, né? Não, bonito. Bonito? Sim, bonito. Bonito ou feio? Então? Não, está bonito. Está bonito, hein? Tá. Então, começa a canteiro também que acompanha fazer essa canteiro. Entendeu, né? Sim. Parabéns, passo essa canteiro com essa canteiro. Como igual aqui, com espaço aqui na parede. Entendeu, né? Sim. Aqui, bom espaço. Aqui, cava mais um pouco aqui. Entendeu, né? Sim. Depois aqui também puxa mais um pouco. Primeiro cava aqui, para bom espaço ainda. Entendeu, né? Aqui. Já. Agora você fazer, eu ver
vô việc em sạc căn tê đủ bao phải ra cô mù tám cô mới xá lì tông cô mới xá kỳ rồi để xem hai vị làm nào nhá. Đấy, đây Quỳnh đến đây quay cho mọi người xem là cái luống này nó thẳng vào như này để cho hai vị nhận xét xong. Đấy, làm cái luống thì nó thẳng vào như thế này đã, một cái luống gọi là luống để làm mẫu xong để các bạn ấy gióng ra, xong rồi cứ vậy các bạn ấy cuốc các bạn ấy làm. Tám bây giờ lúng túng không biết xử lý thế nào nữa rồi đấy, làm được một hông một bên nhưng mà bây giờ lúng túng mà bên thứ không biết làm thế nào nữa. bây giờ phải cố gắng nắn ra cho nó thẳng. Không thẳng được rồi. Cái lúc mà được. Chỉ các bạn ấy, ui giời, nó cũng cáu lắm mọi người, nó cáu lắm. Nhưng cáu xong thì thôi à. Vì anh nói nhất là ông Tám thì ông cứ vâng, chả hiểu gì cả. Chả hiểu gì cũng cứ vâng. Đấy, kể như ở Việt Nam ấy mọi người, thì trồng khoai thì còn có phân chuồng này, vôi này. Vôi vãi xong là có phân chuồng hoặc là phân ủ mục đấy mọi người, xong rồi là trộn vào đây xong mới cuốc luống. Thế nhưng mà ở đây thì điều kiện của các bạn ấy, bây giờ là hướng dẫn các bạn ấy, hình thành cái khuôn nằm luống ấy, xong rồi là cách thức là trồng sao cho nó thẳng hàng với lại sao cho nó đủ mật độ hạt, là bây giờ là nó cũng đang bắt đầu là chỉ là khó ấy, chứ còn chưa nói đến việc mà hướng dẫn cho các bạn ấy làm phân chuồng các thứ đâu. Phân chuồng thì bây giờ phải chăn nuôi, mà chăn nuôi ở đây thì cứ nhú ra được con gì là bắt đầu trộm cắp, nhú ra con gì để trộm cắp, nên là chưa triển khai cho các bạn chăn nuôi được. Còn cỏ thì để cho các bạn ủ thì mình cũng vẫn ép cho các bạn đi phải đắp mô cỏ vào đấy, dọn cỏ thứ phải đắp mô ấy, điển hình như chỗ kia kìa là đắp thành mô to rồi kìa. Thế nhưng mà cứ phải nhắc nhiều lần cơ, nhắc một lần không được, nhắc hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Tại vì là cái việc mà để nhồi vào cái đầu của các bạn ấy nó cũng tương đối khó đấy. Cho nên là ở đây để mà hướng dẫn cho các bạn làm ok thì mình cũng nói chung là trở nên cáu gắt hơi nhiều với các bạn ấy. Đấy mọi người ạ, thế là sau khi mà hướng dẫn các bạn làm xong cái luống này này, bây giờ là hai cái luống này là các bạn ấy tự làm. Thì hai cái luống này thì nhìn bây giờ là cũng tương đối, gọi là tương đối tạm tạm. Nhưng mà cái luống này đầu tiên đẹp nhất này, xong đến cái luống này, xuống luống này xấu hơn này. Tí cái luống này không biết là trông nó có đẹp hơn không. Đấy, giờ Quỳnh đi lùi đây, cái Quỳnh quay một dọc cái luống này, xem là nó có tương đối không này. Tám ơi, ta bị đi vanh ma kìa. Ô, xin, tám ơi. Luống khá dài và thẳng đấy mọi người. Rồi là tương đối thôi. Nắn nắn vậy. Ca và. Đấy, hướng dẫn các bạn đi mà hôm nay mà hướng dẫn được tương đối như thế này là cũng được rồi đấy. Không phải chuyện thường đâu. Mới đoạn đầu em tưởng là bế tắc rồi. Tưởng là không làm được chứ. Bế tắc. Hướng dẫn không được thôi bỏ đi để các bạn làm, cứ làm luống bình thường. Chúng ta cũng đang phấn đấu làm sao để các bạn ấy làm được cả luống ở phía trên này mọi người. Làm được cả luống ở phía trên này để trồng khoai đấy. Thế nhưng mà không biết được. Chứ chắc là các bạn có làm nổi không. Ở trên này... bạn Tony Sơn thì bạn ấy làm cỏ dưới kia xong rồi. Bây giờ quay lên trên này dọn cái đám gỗ trên này mọi người quan sát. Cái đám gỗ chỗ này các bạn trồng nó lên cũng rất là đẹp nhé mọi người nhá. Đây. Đám chỗ này thôi. Mấy mét vuông thôi nhưng mà trông khá là đẹp. Cái đám gỗ này bây giờ là cỏ chỉ có lác đác ở phía dưới, nhưng mà cũng bảo cho các bạn đi làm cỏ luôn đi. Gọi là để lại thì sau cỏ nó cũng sẽ tốt nhanh lắm. Cho nên phải làm cỏ đi. Phía bên này là trồng đỗ này. Phía đám ngô phía này lên cũng tương đối được này. Đấy, nói chung là đợt này nhìn
nhìn tổng thể thì ngô của các bạn lên cũng khá ok ấy, ok hơn đấy. Rồi bây giờ là xuống để mọi người ngắm một tí lại chỗ luống của Tông và Tám làm, chỉ mới thêm được một tẹo nữa thôi. Thì bây giờ mình về Tô New Sơn chắc là chỉ làm xong cái chỗ này thôi. Các bạn thì Tông với Tám chắc cũng chỉ làm thêm một tí nữa, đó là nghỉ thôi. Bây giờ cũng chưa muộn này, mà trời đang xuống núi rồi này. Chúng ta đi xuống nè. Tô New Sơn ăn mái nhà nhá. Ăn thêm mái nhà. Đây đi xuống chỗ này thì Tông với Tám đang hoàn thành nốt cái luống thứ tư thứ năm ở chỗ này mọi người nhé. Nhưng mà tính đến chỗ này thì các bạn chỉ mới làm được 1/3 đất thôi. Còn ngày mai các bạn còn phải hoàn thành 2/3 cái chỗ này. Chỗ này thì chắc là cũng phải tầm ngày mai các bạn ấy mới làm xong được mọi người. Phải hết buổi ngày mai các bạn mới làm xong chỗ này. Hôm nay là chật vật ở chỗ cái luống kia đầu tiên kìa. Nhìn thế thôi, nhưng mà mai các bạn làm là mình xuống là các bạn ấy cùng lắm thì sẽ mình vừa xuống thì sẽ là xong rồi. Đang phấn đấu cho các bạn nên ngày mai sẽ đi hái, đi cắt ngọn khoai rồi đi vào trồng luôn các cái chỗ này này. Nhưng mà định hướng thì định hướng thế thôi, nhưng mà mai chưa chắc được, cứ phải xuống xem trực tiếp thế nào. Mình cũng hẹn các bạn ngày mai phải xong chỗ này rồi nhưng mà chưa chắc. Rồi bây giờ Quế Vĩ Quỳnh sẽ rút quân nhá. Rồi mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những video khác nhé, để cho các bạn làm thì các bạn chắc chỉ hoàn thành xong luống này các bạn đi về thôi. Rồi bye bye cả nhà nhá. Ok, tạm biệt mọi người. Tenta acaba esa di popolo di riposo, esa do cantero. Rồi, đi về đi.